ngày 12 tháng 12, thông tin từ trại giam Tống Lê Chân, tỉnh Bình Phước cho biết, có hai phạm nhân vừa trốn trại, lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm. Trại giam đã phát thông báo truy tìm đối tượng, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp để bắt giữ hai phạm nhân bỏ trốn. Hai phạm nhân bỏ trốn bao gồm Nguyễn Minh Cảnh, sinh năm 1999, quê Sóc Trăng, phạm tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm. Ngày bị bắt là ngày 13 tháng 1 năm 2023, án phạt 2 năm 9 tháng tù giam. Vũ Văn Mạnh, sinh năm 2000, quê Bình Phước, phạm tội trộm cắp tài sản. Ngày bị bắt là ngày 31 tháng 1 năm 2023, án phạt 2 năm 6 tháng tù. Lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12, khi đang lao động tại đội 4, khu lao động dạy nghề, trại giam Tống Lê Chân, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, thì cả hai đã bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, phạm nhân bẻ khóa xe Jupiter màu đỏ biển số 38H-0826 của công nhân làm đường dùng làm phương tiện.